Mến chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hôm nay thì mình qua thăm hai mẹ con của chị Thanh và bé Hương rất là sớm. Thì gần đây thật sự mà nói thì mình thấy là sức khỏe của chị Thanh đã ổn định rất là nhiều, và bé Hương tinh thần cũng thoải mái và vui vẻ hơn rất là nhiều. Thì mấy hôm nay thì mình cũng coi như là dạy tiếng Anh cho bé này, cũng như là mình cũng không phải là dạy đâu, thì mình cũng chợt nghĩ ra những cái câu nào đó mà về tiếng Anh đó, nên là mình cũng dạy cho bé thôi, chứ thật sự thì mình đâu có chuyên về tiếng Anh, cũng đâu có giỏi về tiếng Anh đâu. Nhiều khi cái cách phát âm và cái cách nói chuyện nhiều khi nó cũng không có đúng á, nó sai á, nên là mọi người cũng thông cảm nha, có cái gì sơ suất thì mọi người thông cảm nha. Thì nếu mà mình giỏi tiếng Anh thì nó một chuyện sẽ khác, còn cái này là mình rất là tệ về tiếng Anh. Thì xưa giờ mình đi học á, tiếng Anh mình là một cái môn rất là tệ, nhưng mà bé Hương á thích học tiếng Anh, bé Hương muốn học tiếng Anh, nên là mình biết cái câu nào mà nó đơn giản là mình chỉ bé thôi, nên là mọi người cứ thông cảm nha. Nhiều khi mọi người comment á là sao mà Rulis phát âm sai rồi, phát âm này không có đúng rồi đó, nên là nhiều khi chỉ muốn là bé Hương vui thôi, bé Hương mà thoải mái về tinh thần, thoải mái về đầu óc thôi. Thì mọi người cũng thấy đó, từ khi mà giống như là dạy bé Hương học á, là bé Hương rất là vui và tinh thần rất là vui vẻ luôn đó, nên là cũng hy vọng là mọi người thông cảm cho mình cũng như là thông cảm cho bé Hương nha, chủ yếu là về tinh thần và sức khỏe của bé Hương thôi mọi người ơi. Rồi Hương con khỏe không? Hôm nay là chú thấy là con khỏe hơn nhiều lắm rồi đó, là thấy là ánh mắt hôm nay là thấy là tinh thần ok lắm rồi đó con. Where are you from? I'm from Việt Nam. Yeah. Where are mà gì là mấy cô chú chỉ chú gì nè. Where are you from? I'm from Việt Nam. Đúng rồi. Where are you from chứ không phải you from nha. Hổng mình nó hơi chịch, giống như là mình sai chút xíu rồi. Where are you from? Đúng rồi. What's your name? My name is Hương. Yeah. Ôi, hay quá vậy ta. Rồi how are you? I'm fine. I'm fine, thank you. Wow, hay quá. Trời ơi, tính giờ này thấy khỏe quá rồi. Bữa nay muốn học nữa không? Muốn học tiếng Anh nữa không? Dạ. Con chú dạy con thích học không? Dạ thích hả? Mà chú hôm có đem quyển sách toán mà. Có. Rồi hôm nay là mình sẽ học toán nha. Dạ. Hôm nay cho mình sẽ học toán, mình làm toán coi làm đúng không. Rồi bây giờ con muốn làm liền không? Thôi để chú Bullet còn có một chuyện nữa mà. Biết rồi, thì cũng xuống tới lui nhà của cậu Sáu đó mà. Nhưng mà bây giờ con chải đầu chải cổ chưa? Chưa. Đầu tóc gào không rồi nè. Cái này là không phải gào hay gì á, này là chắc vẫy nến hay sao nè, cũng như là bị dưỡng da hả, phải không? Để hôm nào đi ra tái khám rồi vợ đi khám luôn coi như sao. Nhưng mà con gội đầu mỗi ngày nha. Được không? Gội đầu mỗi ngày nha. Tái khám ở ngoài trạm y tế xe Đồng Phú á. Thì mình hỏi bác sĩ coi như thế nào ha. Dạ. Rồi bây giờ con muốn học liền không? Hay là chút xíu đi ha. Chú còn có chuyện nữa mà. Rồi chút xíu nữa thôi là mình sẽ coi như là đi học toán. Bữa nay là mình học toán chứ không học tiếng Anh nha. Dạ. Hay quá. Đang làm gì sao vậy Nút? Giống như làm mổ ha. Làm mổ. Rồi anh thấy Hương cái này sao? Thấy đỡ rồi. Dạ ha. Sao chuyện qua nó ói hoài lít. Chắc là do uống nước nhiều quá. Uống nước nhiều quá rồi giống như là đầy hơi đó chứ gì. Nhưng mà thấy tinh thần thoải mái ha. Mà anh thấy không, học em dạy tiếng Anh hay dạy này dạy kia bé vui ha. Cười hai hưởng xuống à. Người Mốt nói tiếng Anh với cô Út không, nhưng mà coi nè. Mà cũng nhờ anh Út với chị Út cũng chăm lo thức ăn rồi uống thuốc đầy đủ á, nên là tinh thần của bé hôm nay là khỏe hơn rất là nhiều rồi. Đó, cũng cố gắng anh Út ơi. Rồi giờ chiếc ghe mới thì sao rồi? Chiếc ghe mới thì để nó khô chai cái anh chạy ra ngoài khô. Bữa nay mời đi anh chạy ra ngoài, hôm nay anh chét ghe cũ đi. Chị chạy ra ngoài là chạy đâu? Chạy ra ngoài ông Dũng làm cái bô với cái hộp số lại. Dạ giống như là cũng còn cái bô mình giống như là nó bị hàng lại ha, mình hàng lại cái bô mới ha. Hàng lại bô mới. Rồi giống như là chiếc dầu chai là bữa nay nếu mà nắng là khô ha. Nay nắng là khô á. Nay không mưa chuyện quá quất chậm nữa. Bởi vậy. Xuống tắt nước nữa chạy không. Mưa quá trời mưa mà nó có đặt khô chưa hay là nó còn ướt? Khô quá trên rồi. Mà nó chỉ ướt dưới lường không ạ. Dạ dưới lường không. Thì chút xíu đợi trời hôm nay là em thấy trời nắng tốt nè. Thì chút xíu anh kéo chiếc ghe ra cái chỗ nào mà dỡ mấy cái sạp lên hết luôn. Rồi cái ghe cái chỗ nào mà nắng anh kéo ra đó. Để chút xíu thì anh em mình xuống dưới coi cái ghe mới coi sao. Chút nữa anh chét cái ghe cũ anh cài lấy dao xuống anh cài chai ra anh chét lại coi vô nước quá. Dạ đúng rồi. Mà chai còn không? Chai còn.
Thôi vậy được rồi. Thôi cũng mừng cho anh Út. Để hôm nào coi xong cái mình mấy anh em mình coi mình cúng kiến đồ này kia ghe cổ ha. Cúng kiến ông bà đồ này kia phù hộ mình thuận bầm xuôi gió. Chở Hương đi chơi nè. Thầy. Đi không gió. Được à. Chở đi ra cồn. Đúng rồi, đi ra đó mình không gió đi hái bằng. Hái bằng. Biết bơi hả? À? Biết bơi không? Ngồi trên ghe mà. Biết bơi. Không biết bơi. Đó nên là mọi người nói tại sao. Biết lỗi mà như nào? Nó biết lỗi mà bệnh rồi nó đâu biết lỗi. Bệnh rồi không biết lỗi hả? Ủa? Lỗi phà ca luôn á, bệnh rồi lỗi không được. Sao? Biết lỗi là lỗi phà ca luôn hả? Ừ. Trời đất ơi, lỗi dữ hả? Ừ. Hồi xưa chị lỗi cỡ nào chị kể em nghe coi. Lỗi dữ lắm, lặn trời ơi, dữ lắm luôn á. Vù vù mà luôn. Giờ không được. Lặn vù vù luôn hả? Giờ lỗi không được. Gì kỳ vậy? Hồi xưa chị lặn cỡ nào? Lặn bao lâu? Ồ, lặn cũng lâu lắm đó. Vậy hả? Ừ. Hồi xưa lặn bắt hến mà lặn không gì đó hả? Trời ơi, nước hến chị trúng mắt nữa. Tắm á, dẫn chơi á, rồi bắt luôn. Trời ơi, ông thần ơi. Hồi xưa bắt chắc ký ký không hả? Trời ơi, nước lớn mà chị bắt, chị lặn cần chừng 2 ký đi chị đó. Dữ hả? Ừ, mà, nặng tắm á. Mà hến hồi xưa chắc bự bự không phải không? Ừ. Ôi ôi, dẫu dữ gì thần vậy trời. Trời ơi, còn nước cạn ha, chị bắt ha, ăn không hết luôn á. Sao mà bắt cái gì không bắt mà đi bắt hến không vậy? Bắt ốc nữa. Ốc nữa? Ừ. Bắt cá không? Có luôn. Có luôn. Ừ. Rồi có bắt cá lưu kiến không? Hồi xưa đâu có cá lưu kiến. Vậy hả? Rồi có bắt gì nữa không? Kể cho em nghe coi. Mà tính thôi cá đồ lắm chứ. Ừ. Mà tính ra là bắt hến là nhiều nhất. Ừ, bắt trời hến ơi. Mà ốc. Mốt ta kêu chị Thanh hến luôn. Nhưng mà mình gán đi về bữa hết bệnh mình đi bắt nha. Mình đi lặn đồ lại. Mà bây giờ cho bị người ta bu chỗ nào mà lặn không được. Bùm lum nè. Bu tùm lum hả? Ừ. Quét nhà quét cửa rồi đúng không? Dạ. Ừ, rồi, đồ đạc của mẹ con gom đi con gom đi rồi đi giặt đi nghe. Ôi Hương giỏi chị ơi. Hết bệnh rồi phải không? Ừ. Ừ, mừng quá, mừng quá. Chuyện qua nói mẹ đứng dậy đi mẹ con kè mẹ vô ngủ mẹ. Trời đất ơi. Không có em ở đây. Biết mình. Rồi, hết bệnh biết rồi. Chớ gì nữa. Thần ơi, mà em thấy là Hương nó vui vẻ ha. Em dạy cái này dạy cái kia cho con với Hương nó giỏi ghê á. Chị thấy nó giỏi không? Ừ. Ừ, thấy nó giỏi ghê ha. Tiếp thu nhanh á. Như là tiếng Anh bây giờ sau này là nói tiếng Anh không chị không biết gì luôn nhưng mà coi nè. Thiệt à, hôm nay là mọi người thấy không? Chị Thành rất là vui vẻ. Mà tinh thần lạc quan lắm. Nè thấy không? Thấy là coi như là đầu tóc quá gọn gàng ok luôn. Số 1. Trời ơi, thôi cố gắng nha. Rồi bây giờ cái chân mấy hôm nay có tập đi đâu thường xuyên không? Có. Ừ. Nè mọi người đó, thì chị Thanh nói là cái chân còn hơi nhức nên là nhiều khi đi thấy đau giống như là nó hơi đi lại khó khăn tí. Nên là nhiều khi chị Thanh chỉ nói là bơi không được là như vậy. Rồi bây giờ mấy người mà không biết bơi rồi sao chị Thanh? Đi đâu đi nó? À, giống như cái mét đồ này kia sai phải không? Đây. Đó, nên là nãy chú ở đây hôm nay bắt đầu là làm công trình, ngày mai là bắt đầu là khai trương, khởi công nhà của anh Sáu, hôm nay là chở vật tư. Vậy anh đi à? Rồi đi anh. Hôm nay trời nắng rồi mừng rồi chứ mà bữa mưa quá trời mưa mọi người. Đi mua đồ con ơi. Đi mua đồ đi về hả? Ừ. Chả biết sao rồi. Ừ. Hôm nay thấy Hương cắt tóc đồ gọn gàng quá trời quá đất luôn. What's your name? My name is Hương. Yeah. Tên Hương hả? Hương bao nhiêu tuổi rồi? How old are you? How old are you? 19. 19. Yeah, hay quá. Công nhận quá trời khỏe rồi. Rồi chút xíu bữa nay mình học toán nha. Học dạ. Toán cho cộng trừ. Chú Bullet ra nó chỉ với con một ốc xíu đi hả vô nó làm toán. Nói rồi chú nói rồi để cho mấy chú thợ làm. Chứ chú đi ra ngoài rồi mấy chú thợ không có làm được. Với lại mấy chú thợ làm đùng đùng nhiều cũng bự nó lớn tiếng lắm người. Quay nó tiếng không à. Quá khỏe rồi, tinh thần quá lạc quan rồi. Số 1, chị Thanh là số 1. Mà hôm nay em thấy mặt mày chị Thanh trắng trẻo ghê á.
Có sức kèm không? Mới chùi khăn giấy. Hèn chi cái mặt sáng sủa. Hôm nào cũng vậy nha. Sáng cái mình rửa mặt rửa mày rồi mình lau khăn, lấy khăn mình lau mặt, lau mày, lau cổ đồ này kia. Rồi mỗi ngày có tắm mỗi ngày không? Chuyện qua giờ. Vậy hả? Trời lạnh quá phải không? Trời ơi, trời em biết mà trời. Mới quay quên luôn. Quên luôn. Trời mưa á mọi người, hôm qua mưa xóa nói là nổi nước luôn. Mưa mưa quá trời mưa luôn. Cũng ngon quá trời luôn. Bởi vì mưa cái là ngủ ngon cái quên tắm luôn. Với lại chị Thanh chỉ chết ít tắm là như vậy, là vấn đề là do là giống như là trời lạnh á nên là tối chị Thanh sợ ngủ không được nên là chị Thanh chị không có tắm. Chớ gì nữa. Chớ gì nữa. Lạnh là ngủ không được á. Vậy hả? Ok. Chân cẳng hôm nay mạnh dạn nhiều lắm rồi. Uống thuốc này kia ở bệnh viện cũng chịu nên là cũng cố gắng đưa chị Thanh đi tái khám. Bây giờ tập đi đi chị Thanh. Tập đi đi. Không có em thì cũng phải đi. Đúng rồi. Quá giỏi rồi. Không có em thì cũng đi tới đi luôn đi. Không đi nhẹ nhõm liền thấy chưa. Quá nhẹ luôn. Rồi mai khởi công em thở. Hả? Mai khởi công nha. Trời qua nữa đi ấy đất nữa vậy? Đi móc đất nữa. Cố lên, cố lên. Ok. Giỏi quá. Hương đòi kè chị nữa trời. Hay ha, mẹ ơi mẹ đi vô đi con kè mẹ ha. Ôi, giỏi quá rồi. Ok, quá quá tốt. Hương ngủ ngon không? Được, trời mưa ngủ ngon quá trời. Dạ. Yeah. Chơi gì nữa. Dạ không có bệnh rồi. Khỏe rồi. Trời ơi em sợ bệnh như thiệt, mất ngủ mấy đêm cả tháng trời, em sợ là bệnh trên lên là tiêu luôn đó. Chứ nữa. Rồi không ai qua thăm chị nữa. Rồi lúc đó chị đi thăm ngược lại em đó. Chắc người ta buông quẩy ra đó. Chớ gì nữa. Người ta buông rồi đó. Thôi con ăn đi, con với mẹ ăn bánh mì đi. Thôi chú Bulet ăn đi. Chú đó giờ chú Bulet qua chú mời chú Bulet dĩ chân. Chú Bulet ăn đi đỡ đói bụng. Vậy hả? Rồi sao? Sao suy nghĩ chú? Sao mà mời chú vậy? Thương chú Bulet nhiều lắm. Rồi trước giờ là chưa bao giờ mời chú á hả? Dạ. Rồi sao bữa nay mời? Mời chú Bulet ăn cho đỡ đói bụng. Trời ơi thương quá ha. Trời ơi. Ngon ngon quá à. Ăn đi. Dạ để chút xíu đi ha. Rồi. Chú Bulet ăn liền nè. Ừ đúng rồi. Hương ăn đi con, rồi chút xíu mà Út cho đem thuốc cho uống. Út có uống thuốc rồi. Vậy hả? Ăn bánh gì là uống thuốc rồi. À giỏi quá, gán nghe là mà Út nghe. Dạ. Đó, mọi người thấy hôm nay là Hương tiến triển rất là tốt và có vẻ là mặt mày của Hương là đẹp hơn mọi bữa rồi nè. Thắt tóc này kia là gọn gàng lắm luôn rồi nè. Thấy không? Thay đổi rất là nhiều. Rất là mừng. Nên cũng đi giặt đồ giặt đạt của mẹ xong rồi đúng không? Dạ. Ừ chút xíu con đem ra ngoài phơi nha. Con phơi ở trong phòng quen à. Mà nhưng mà trời nắng có được những lúc mà trời mưa thôi, còn khi nào mà trời nắng á thì mình đem ra. Trời bữa nay giật mình luôn chị Thanh. Ôi. Em bánh mì mời em nữa nè. Biết hết trơn rồi. Tính ra buồn bệnh này phải không? Ta buồn Hương rồi đó, phải không? Ôi cũng mừng rồi đó. Đi lại chị Thanh. Ôi giỏi quá. Ôi
Mừng quá mọi người ơi. Này thay đổi rất là nhiều rồi, ai cũng thay đổi, chị Thanh cũng vậy. Mà chỉ cần chị Thanh đi được thôi, chỉ cần chị Thanh đi được thôi là tất cả mọi thứ là sẽ ok hết. Chị Thanh sẽ tự làm, tự lo cho bản thân và chăm lo cho bé Hương nữa. Còn bé Hương là bây giờ sức khỏe đã tốt rồi thì cũng mong là thời gian sau này là Hương sẽ ổn định hơn rồi lo cho mẹ. Giống như là những ngày gần đây là nói mẹ ơi, mẹ có đi được không, để con kè mẹ vô trong, con lấy khăn rồi con lau cho mẹ nữa. Thương quá. Hương thấy mẹ giỏi không Hương? Giỏi cái hàng cái này đi được hết trơn rồi. Bây giờ mình thử mình buông ra tay cái mình thi đưa đi được đi thử cái chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Quá giỏi luôn. Có cái nào mình khó khăn cái kêu Hương kè nghe chị Thanh nha. Buông tay ra đi luôn. Dạ đúng rồi. Giỏi quá ta ơi. Rồi ngừng lại đi chị. Mình không cần đi nhiều, mình đi ít thôi, đừng có đi nhiều nghe. Mình đi ít thôi mà mình nó chắc, nó vững. Chứ đi nhiều nhiều khi đó, cái chân mình nó tê á, nó đuối cái mình cố gắng mình đi á, sợ là mình nó bị té. Bên chỗ dân tư gọi hả chị? Rồi sao rồi? Bao khi nào chở? Bữa nay là đặt xe lên cho anh Tẩy. Bữa nay là chở đặt trước hả? Cắt mai. Xi măng mai hết luôn. Mà nói tranh thủ ngày mai rồi mình trở lên rồi mình khởi công luôn. Ở hồi đấy, sáng mai mình chở số, bữa nay là chở gạch. Bữa nay chở gạch. Thôi, cũng mừng á. Thì chút xíu á, coi như là chị Út cũng kiểm rồi phụ với anh Sáu. Nhiều khi anh Sáu anh chưa có biết, đúng không? Mua mà giống như là chưa có biết thiếu cái gì ấy gì trơn. Bởi vậy em còn giật mình luôn. Em còn giật mình nữa đó. Dạ dạ, thì chắc anh Thợ anh ra cái hóa đơn rồi xong rồi ra cái mua nhiêu nhiêu sách cũng mừng đó, nên là muốn sách đi liền đó. Bởi vậy đúng rồi. Dạ. Thôi cũng lỡ rồi, dạ chắc anh cũng mừng trong lòng quá chứ. Đây còn mình coi thiếu cái gì đó rồi nhớ kiểm. Nhiều khi á xi măng đồ đó chị 50 bao thì bây giờ mình kiểm có đủ 50 chưa đó, cũng nhờ chị Út cái lanh lẹ chị kiểm phụ. Mừng anh sáng đi chợ của cô đó, trời ơi chị Thanh sao con ngoài con đỡ quá, viết thứ quay sao con mập chứ. Cô phái con của cô hoài. Vậy hả? Ở ngoài chợ không có quen, thấy sáng đi chợ của cái cây này mà hộ đó. Dạ. Ở ngoài sao thấy con có mập không đâu mà vô điện thoại có thấy con mập quá trời luôn. Vậy hả? Người ta nói thương Út, người ta coi nói sao ở ngoài cũng được lắm mà sao lên hình mập hả? Đẹp quá, đẹp ngay mặt nhìn mặt dễ thương quá. Dạ mà thấy thương ha, nhiều cũng nhiều cô chú anh chị khán giả cũng biết cũng mừng. Hôm qua thì cũng có một người chị á ở trên thành phố á, là tên là chị Mai Sử. Tuốt ở trên thành phố á, mà hôm qua có một cái chương trình ở bên Vĩnh Long á, là chương trình xuôi dưới cuộc đời của chú Coloman á, mà chị phải cất công từ thành phố Hồ Chí Minh xuống để mà gặp em. Rồi sau đó là có thời gian để mà coi cái chương trình đó luôn. Trời ơi, giờ chị trò chuyện quá trời luôn, chứ nói trời ơi muốn gặp em rất là lâu rồi mà chưa có cái dịp gặp. Hôm đó đi xuống là gặp chị Thi, bé Na đồ, rồi cũng gặp anh Thanh, rồi những cái hoàn cảnh khó khăn mà em đã từng giúp đỡ đó. Chị xem rất là nhiều rồi nhưng mà chưa có cái dịp gặp họ, nên là chị cũng mến quá trời luôn, nên em cũng mừng. Mà chị Mai Sử có gửi cho chị 500 ngàn nữa, gửi cho hai vợ chồng chị với lại bé Ngọc để mà cho bé Ngọc có tiền đi học. Đó. Dạ, mình cảm ơn cô hả? Chị Mai Sử. Chị Mai Sử, rất cảm ơn rất nhiều. Dạ, trời đất, bây giờ chị Mai Sử chị thiệt, chị làm từ thiện rất là nhiều luôn, rất là nhiều nơi nữa. Mà chị nhiệt tình lắm luôn, đi giúp tận tình, đi chỗ này chỗ kia, phát gạo này kia, thấy quá tận tình luôn. Thì coi như là em sẽ gửi cái tiền cho chị luôn nha, cái chị Mai Sử. Gửi cho chị với hai vợ chồng chị với bé Ngọc, cơ bé Ngọc có tiền đi học. Dạ, cô bữa nay đi học không? 500 dạ, có.
Rồi cố gắng học nha mọi người, thấy không, mặt bé Ngọc nói chung là rất là sáng và có vẻ là học giỏi lắm, và hôm nào mà mắt đi đám hay là có dịp gì nghỉ cái là thầy cô kiếm liền đó. Bởi vậy thôi cố gắng nha Ngọc. Dạ. Ai cũng thương hết. Có năm này cô giáo điện vô có giấy khen có tập nữa rồi kìa. Trời ơi hay quá, giỏi ghê á. Ok để mình sẽ gửi cho cái tiền của chị Mai Sử cho bé Ngọc luôn mọi người, cho chị chị Út này. Rồi cô gửi cho con với gia đình để con để dành tiền đi học nha. Con cảm ơn cô Mai Sử. Có chúc cô Mai Sử làm sao không? Dạ con chúc cô Mai Sử sống thật lâu thật khỏe. Thôi vậy là tốt rồi, con nói chung là con phải cố gắng học nha, để sau này là thay đổi cuộc sống của mình, sau này là mình phải làm một nhân tài cho đất nước nha. Sau này lớn lên con muốn làm nghề gì? Nghề công an. Wow, nghề công an ha, quá giỏi luôn, cố gắng nha Ngọc. Mà thấy Ngọc thấy thương quá chị ơi. Không mà ước con nữa con làm bên nghề công an đó. Bởi vì thiệt, sau này dạ chưa gạch lên hả, ta chở gạch luôn rồi. Đó, bắt đầu là hôm nay là ngày mùng 8 âm lịch rồi mọi người, thì ngay bắt đầu là mai là mùng 9 là sẽ khởi công ở nhà của anh Sáu, nên là mình sẽ cố gắng mình cập nhật sớm cái tình hình của nhà Sáu cho mọi người được biết nha. Thật sự là mình rất là mừng, và qua đây thì cũng cảm ơn các cô chú anh chị, các nhà hảo tâm rất là nhiều đã luôn đồng hành với mình để mà giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, và anh Sáu, chị Thanh và anh chị Út rất là nhiều. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Đây là cái gạch nè, cái này chắc cũng có thiên gạch hơn ạ. Rồi bắt đầu trở lên nha. Ngày mai thì mùng 9, ngày mai là khởi công, thì cũng cúng kiến rồi cũng như chuẩn bị mình những cái bước đầu để mà khởi công á, nên là mình cũng tranh thủ là qua ngày mai, mình cũng qua sớm, hôm nay là mình qua sớm rồi. Hy vọng là ngày mai và thời gian sắp tới là sẽ nắng như hôm nay, chứ thấy trời mưa hoài cũng gầu quá nè. Mình thấy không, hai chị em này kia cũng hỗ trợ nhau nè. Thì thấy anh em họ đồng lòng đoàn kết nhau thì mừng lắm mọi người. Mà chị Út chị mạnh dạn lắm luôn, trời đất ơi, chị như đàn ông vậy đó, mạnh dạn làm cái gì cũng được hết trơn, cái gì thấy cũng giỏi hết trơn á. Còn chị Sáu thì thôi cần cù chịu khó cắt cỏ cho dê, đi làm thuê làm mướn chỗ này chỗ kia rất là nhiều. Bởi vậy anh em trong gia đình thấy ai cũng hiền hậu, ai cũng thấy thương hết trơn á. Như đó là bao nhiêu gạch chị? Năm thiên. Năm thiên. Đó. Đây là chợ năm thiên gạch. Rồi các đá xi măng là ngày mai là người ta sẽ chở sớm để mà kịp khởi công và kịp trong cái mùa mưa. Nên là cái đường từ đây xuống nhà anh Sáu rất là xa, nên là khi từ khi mà mình mua vật tư á, thì từ cái bến này mà đi vô nhà ở đây nè, cái đường này đi vô đầu tiên là nhà của anh Út, đây là cái đường đi nhưng mà xe chạy không có được đâu đó, mình phải bắt cái miếng ván để mà ginh từ ở đây lên trên bờ, và từ cái trên bờ này đi vô nhà của anh Sáu thì khoảng 150m thì cũng khoảng gần 200m đấy, rất là xa. Nên là lúc mà mua vật liệu xây dựng á thì họ sẽ tính tiền thêm tất cả mọi thứ á, là khi mà ginh lên á, thì tiền công á, là 1.500.000, 1.500.000 cái tiền vào chi phí vận chuyển đường xa. Do cái đường này nó nhỏ quá đi cũng trơn trọt nữa, đây những cái dũng nước đầu này kia nè nó rất là khó khăn, nên là cũng tội nghiệp, nên là cũng tính thêm cái chi phí dũng nước đầu này kia nè. Rồi cũng mừng cho anh Sáu quá chị Thanh ơi, mừng quá, chị mừng không? Dạ, nhà anh Sáu bây giờ cũng như trời mưa cũng dột tùm lum tùm la hết trơn rồi, hôm nay là cũng được các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi đó, nên là cũng mừng lắm. Chị cũng muốn nói gì với các nhà hảo tâm và khán giả đang xem không? Cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho em tôi căn nhà. Chúc cả nhà mình sao không nè? Chúc các nhà hảo tâm cùng khán giả sống khỏe sống hoài. Khỏe sống hoài. Chị Thanh cũng vậy ngang. Chị Thanh cũng vậy luôn, clip cũng vậy luôn. Chơi gì nữa. Quá trời mừng rồi chị Thanh ơi, thiệt em về em thiệt nhiều khi những cái niềm vui như vậy mà em về em mừng mà em ngủ ngon đó. Chứ nhiều khi cứ nặng lòng hoài rồi không giúp được anh Sáu gì hết trơn, bởi vì nhiều khi về cũng lo lắng.
cố gắng nha. Ừ. Dạ. Cũng có nhờ phước của chị á nên là mấy anh em trong gia đình cũng hưởng phước. Dạ. Mà thấy anh em ai cũng hiền, ai cũng chịu khó làm ăn hết trơn á, nên là cũng hy vọng là có sẽ một cái nơi để mà an cư lạc nghiệp, cái nơi nghỉ ngơi ha. Dạ. Rồi trước khi tạm biệt khán giả thì chị cũng muốn hát bài nào tặng khán giả không? Hả? Bài gì về nhà mới gì không ta, nhà mày bài gì không, bây giờ chị bài gì chị hát thuộc được rồi. Chiều về thăm quê thăm nồi tông đà bài đó thuộc đâu hết. Lòng chợt bâng khuâng, nồi ơi con đã trở về. Nhìn hàng chuối già con trổ bông, nhánh sông quê mình còn mênh mông. Mà sao nỡ nói bỏ con đi rồi con nhớ trời. Nhớ sao chiều nay con nhớ, nhớ sao nội tôi hiền hòa. Nói ngồi mâm mém yêu thương, nói ngồi tay quái khơi chầu. Nhắc thằng hai tí đã lâu rồi, sao không về thăm tao. Lòng buồn mến mang bây giờ con về thăm quê. Về hàng cao xanh ngày xưa nỗi đã dung trồng. Bờ rào trước nhà con liễu xiêu, khóm hoa cúc vàng buồn quanh hiu. Hàng cao thầm nói nó đã xa rồi, thương lắm nội ơi. Nhớ sao chiều nay con nhớ, nhớ sao nội tôi một đời nuôi cháu thương con, một đời chèo ghe đưa đò, dãi dầu mưa nắng tóc trắng lưng còng, thương lắm nội ơi. Vỗ tay. Rồi hay quá. Thật sự là chị phải nói là chị Thanh khi mà tỉnh bệnh rồi, không có còn bệnh nữa, thì hát rất là hay và nhớ được rất là nhiều cái bài hát. Và đặc biệt là giọng của chị Thanh rất là ngọt ngào. Hát giọng cổ cũng hay và hát tân cổ cũng hay. Và trữ tình cũng hay chứ, mình nhầm. Dạ, mà tinh thần quá ok, quá thoải mái rồi. Cố gắng lên tập đi nữa là khỏe nha. Thế tập đi nữa là mẹ chị mình đi bắt hến nha. Lần lỡ đi bắt hến rồi xong mà về nhà em chơi, rồi đi qua thăm chị Út khuyết tật ở bên Tiền Giang, rồi đi thăm những cái cô chú anh chị khán giả đã đi từng đi thăm mình, từng đi đường xá xa xôi đến đây thăm mình. Bây giờ chị phải cố gắng mình đi thăm người ta hen. Rồi cố lên nha. Rồi Hương có muốn chúc mọi người buổi sáng như thế nào không? Chúc mọi người buổi sáng mạnh giỏi, làm ăn phát tài vạn sự như ý. Đúng rồi, vậy là Hương cũng phải cố gắng hết bệnh và nghe lời mẹ nghe. Dạ. Để chút xíu nữa thôi là mình nãy sẽ nói, ủa sao Ngọc có tiền con có. Chơi kỳ vậy? Vậy hả, chơi kỳ hả? Có chứ, để chút xíu đi. Con chú phải đợi con học thiệt là giỏi rồi, giống như là chút xíu chú gà chú dạy con, rồi con học giỏi rồi chú mới cho con, chú mới gửi tặng con đúng không? Dạ. Để chút xíu đi rồi con học thiệt là giỏi đi rồi chú tặng nha. Dạ. Rồi bây giờ vô trong chải đầu chải cổ lại cho nó gọn gàng rồi mình ra mình học bài nha. Đó. Thì cũng muốn là tạo cho Hương một cái động lực cả nhà. Thì khi mà đạt được một cái thành quả gì đó thì lúc đó là sẽ có một phần thưởng. Đó, nên là cũng tạo một cái giống như là một cái shop gì đó, giống như công việc cho Hương làm. Rồi như là cho Hương học thì học rồi giải đúng được kết quả nè, rồi làm đúng cái bài toán nè, hay là có thể là nghe lời mẹ nè chẳng hạn, mà không có uống thuốc đầy đủ thì mình sẽ cố gắng mình thưởng cho bé. Thì động viên tinh thần như vậy là sẽ tốt hơn, chứ thật sự là không có phải tự nhiên là mình cho như vậy thì bé không có động lực, không có cố gắng mọi người. Dạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và buổi sáng thật là nhiều niềm vui nha. Chúc chị Thanh mau hết bệnh. Bye bye.